bạn xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Rất vui mừng gặp lại các bạn. Và trong video ngày nay rất vui mừng chia sẻ với bạn các cái mẫu nhà vườn mà công ty thiết kế nhà đẹp Green đã thiết kế cho tất cả các khách hàng từ trước và hôm nay thì kênh YouTube Phạm Văn Tuân sẽ chia sẻ với bạn một series các cái mẫu nhà vườn máy thái đẹp cho các bạn và sẽ phát hành vào 8 giờ sáng hàng tuần nhé. 8 giờ sáng hàng tuần. 8 giờ sáng hàng tuần thì các bạn nhận được mỗi một buổi sáng 8 giờ sáng các bạn sẽ nhận được cái mẫu một bộ hồ sơ nhà vườn máy thái đẹp mà do công ty thiết kế nhà đẹp Green chia sẻ cho các bạn. Và các bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tư vấn thiết kế nhà thì chúng ta hãy comment và chia sẻ. Bây giờ mời các bạn chúng ta cùng khám phá những mẫu nhà vườn máy thái đẹp. Vâng, xin chào tất cả các bạn xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Rất vui mừng gặp lại các bạn và trong video ngày hôm nay công ty thiết kế nhà đẹp Green sẽ chia sẻ cho các bạn một cái mẫu nhà vườn mái thái đẹp mà đơn vị chúng tôi đã tư vấn thiết kế cho bác Khoác ở thôn Ao Cành, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình các bạn nhé. Với cái khuôn viên ngôi nhà vườn mái thái gồm có 4 phòng ngủ, 1 phòng khách và khu vực phòng thờ. Khuôn viên bếp thì bác thiết kế đằng phía đằng sau nhà. Thì khu vực nhà mặt tiền là 2 mặt tiền các bạn nhé. Từ cái đầu bút tôi chỉ phía đằng này đến đầu bút này là 14m, còn mặt tiền là 10m. Tổng diện tích xây dựng là hơn 150m2 các bạn nhé. Bởi các bạn chúng ta sẽ khám phá không gian các cái bản vẽ kiến trúc 3D trước, sau đó chúng ta sẽ khám phá một số các hình ảnh bản vẽ 2D sau. Với cái kiến trúc bản vẽ 3D thì các bạn sẽ nhìn này, đây là cái mặt tiền số 2, mặt tiền chính ở phía này và cổng nhà bác thì sẽ đi vào hướng này. Thì ở đây nhà thì có giao nhau hai cung đường thì cổng ở vị trí này. Thì đi ô tô sẽ vào không gian nhà vườn của bác rất rộng rãi. Đây là cái mặt tiền số 2. Các bạn nhìn mặt tiền 2, đây là cái khu đi xuống bếp. Và bây giờ mời các bạn tiếp theo chúng ta khám phá cái không gian 3D tiếp theo. Với không gian 3D này thì các bạn nhìn được khuôn viên của hai mặt tiền, đây mặt tiền phía trước và đây là cái phần cổng và cái phía là ngõ này, hai đường ngõ. Sau khi đơn vị tôi khảo sát hiện trạng đất thì vẽ trên cái khuôn viên là đúng cái hiện trạng mặt tiền phía trước của gia đình như này. Đó, có hai con đường này. Và bác Khoác có yêu cầu là sẽ làm hai mặt tiền, khuôn viên hai mặt tiền đẹp cho gia đình. Thì đơn vị chúng tôi đã lên phương án thiết kế hai mặt tiền. Và đây các bạn nhìn từ trên cao thì các bạn quan sát được cái hệ mái của công trình các bạn nhé. Đó. Để tiếp tục chúng ta sẽ đi vào các bản vẽ kiến trúc tiếp theo. Không gian 3D, đây là cái không gian nhìn ở cái không gian này thì các bạn nhìn có cái góc nhìn mặt tiền phía trước tổng thể luôn, cái khuôn viên mặt tiền phía trước của công trình. Và ở đây thì đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green thiết kế với các cái kiến trúc đường nét rất là đơn giản, các cái đường chỉ rất là gọn gàng và đẹp để các bạn nhìn. Và các cái sơn màu sắc rất là phối hợp, rất là hài hòa. Các gia đình nào cần đơn vị chúng tôi tư vấn thiết kế thì hãy gọi theo cái số hotline của công ty thiết kế nhà đẹp Green là 0386 325 566. Các bạn hãy gọi ngay cho đơn vị chúng tôi thì các bạn sẽ nhận được cái quá trình tư vấn thiết kế. Và tiếp theo nhé, chúng ta sẽ đến với cái bản vẽ không gian mặt tiền tiếp theo này. Đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ có cái góc nhìn không gian mặt tiền tiếp theo. Thì không gian này đơn vị chúng tôi cũng bố trí các cái phần bàn uống nước đó để chúng ta tiếp khách ở ngoài trời. Ở đây là cái không gian nội thất của gia đình. Với cái không gian nội thất thì đơn vị đã bố trí thì khi chúng ta bước vào cái sảnh hiên thứ nhất thì vào đây là khu vực phòng khách của gia đình. Sảnh viên thứ hai cũng vào phòng khách. Phòng khách này thì đặt bộ bàn ghế uống nước, xem tivi. Phòng này có bộ sập và liên quan đến phòng thờ. Đi dọc hành lang này chúng ta vào 4 phòng ngủ, mỗi bên 2 phòng ngủ và đi xuống đây là khu vực bếp các bạn nhé. Đây là không gian nội thất. Thì đến với công ty thiết kế nhà đẹp Green thì khách hàng tin tưởng đội ngũ công ty thiết kế nhà đẹp Green thì đơn vị chúng tôi bao giờ cũng có hai cái phần quà tặng cho các bạn. Thứ nhất là khuôn viên bao cảnh, sẽ tặng các bạn cái khuôn viên bao cảnh đúng như cái hiện trạng mà đơn vị tôi khảo sát. Sau thứ hai là cái khuôn viên nội thất thì đơn vị tôi cũng tặng free cho các bạn cái không gian nội thất, cái khuôn viên bao cảnh đây. Thì các bạn nhìn thế nào là khuôn viên bao cảnh? Đây là cái bức tường này, cái vị trí cổng này. Đó, đây là khuôn viên bao cảnh. Còn cái không gian nội thất thì vừa chia sẻ cho các bạn này, không gian này gọi là không gian nội thất. Thì đơn vị chúng tôi cũng thiết kế cho gia đình vị trí đặt tủ giường. Đây là không gian nội thất thì tặng free cho các bạn trong quá trình thiết kế nhà. Mời các bạn chúng ta sang phần thứ hai của video thì sẽ chia sẻ các bạn một số cái hình ảnh về ngôi nhà vườn máy thái này. Những bạn nào mà ở thôn Ao Cành, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình thì sẽ biết được cái ngôi biệt thự
nhà vườn Mai Thái của bác Bùi Văn Khoát các bạn nhé, ở thôn Ao Cành, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Đây, công trình đang bước vào thi công. Thì mời các bạn chúng ta sẽ đi vào các cái, đây là cái phần không gian trang trí và các kích thước vị trí các cái phòng. Giờ mời các bạn sẽ khám phá các bản vẽ tiếp theo, là cái phần đây bản vẽ xây tường này. Đó. Rồi chúng ta sẽ đến bản vẽ mặt bằng mái này. Đây là cái bản vẽ mặt đứng trục 1-4. Với cái mặt đứng này thì chúng ta sẽ biết được các cái vị trí và các cái không gian trang trí vào chỉ nhà đơn vị tôi có đầy đủ hết cho các bạn. Đây là cái phần mặt bằng mái này. Tiếp theo thì chúng ta có mặt bằng mặt đứng trục AE. Ở mặt đứng này thì các bạn sẽ biết được không gian mặt tiền, các cái vị trí, kích thước. Tiếp theo là có mặt đứng trục 41 và có mặt cắt AA. Ở cái mặt cắt AA các bạn nhìn thấy, và mặt cắt BB. Thì sẽ mở nhanh cho các bạn, đây là cái chi tiết cột của không gian nhà. Đấy, chi tiết cột. Và tiếp theo là cái chi tiết bậc tam cấp. Và đây là cái chi tiết mái. Các bạn sẽ nhìn một số cái. Đó, đây là cái chi tiết cụ thể, cái phần chi tiết mái 1, chi tiết mái 2 cho các bạn. Ở đây có phần hai mái, mái 1, mái 2 và mái 3. Các bạn sẽ quan sát này. Đó, chi tiết mái 2 và chi tiết mái 3. Sẽ mở cho các bạn một vài cái bản vẽ kiến trúc thôi, sau đó đến bản vẽ chi tiết cửa các bạn nhé. Với cái bản vẽ chi tiết cửa này thì đơn vị chúng tôi đã tính toán các thông số kích thước cửa và các chiều cao đầy đủ hết cho gia đình. Đó, và các khuôn cửa đi như nào, kích thước thống kê đầy đủ hết. Giờ các bạn sang cái phần bản vẽ cốt thép nhé. Thì với yêu cầu của gia đình là làm móng đá, ở khu vực này của gia đình là rất nhiều đá. Thì ở đây đơn vị cũng đưa ra cái biện pháp thi công phần kết cấu làm sao cho nó phù hợp với cái không gian của gia đình và với cái kết cấu vật liệu đá để xây tường. Các bạn không phải xây bằng gạch các bạn nhé. Để xây bằng đá. Vì ở khu vực xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình thì gia đình có rất nhiều đá và thợ xây tường đá là rất là giỏi các bạn nhé. Thế đây thì phần áp dụng về kết cấu thì chọn vật liệu, yêu cầu kỹ thuật thi công, công tác bê tông cốt thép, công tác ván khuôn và cái công tác về hạng mục cốt thép thì đơn vị chúng tôi có đầy đủ các cái thông số ở đây. Để công tác về bê tông. Và đây là phần mặt bằng móng các bạn nhé. Đó. Tiếp theo đây là phần mặt cắt cái móng băng. Đây cái phần xây đá hộc này. Để đơn vị chúng tôi cũng thể hiện cái khu vực xây đá. Đó. Ở xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình thì có rất nhiều đá các bạn nhé. Đó. Đá hộc bao nhiêu cái thứ chúng tôi có hết này. Đầy đủ hết cho các bạn. Sau khi khảo sát hiện trạng và đưa ra các vật liệu thi công khác nhau thì đơn vị chúng tôi cũng tính toán cái phần kết cấu làm sao cho nó phù hợp nhất với khuôn viên kiến trúc của từng vùng miền các bạn nhé. Đây là cái phần mặt bằng định vị cột. Tiếp theo đến phần mặt bằng kết cấu cốt mái phía trên, các vị trí dầm và các cái kết cấu dầm cũng có đầy đủ hết cho các bạn. Trong quá trình tính toán thì đơn vị chúng tôi cũng đưa ra các phương án làm sao cho nó phù hợp nhất với cái không gian nhà cho gia đình. Đây là cái phần mặt bằng thép sàn mái vát các bạn nhé. Thì ở đây có phần mặt bằng xà gồ mái vát thì đơn vị chúng tôi cũng tính toán cái phần xà gồ cho gia đình, phần thu hồi tính toán như nào để cho các bạn thi công phần mái cho nó phù hợp nhất. Đấy, mặt bằng xà gồ mái vát này. Đấy, mặt bằng lanh tô này, vị trí lanh tô. Và cái bảng thống kê cốt thép móng cũng có đầy đủ hết cho các bạn. Thống kê về mặt cốt thép, lanh tô, cốt thép toàn nhà thì quy đổi ra phi bao nhiêu, cây bao nhiêu. Đó, toàn gia đình hết, phi bao nhiêu, cây bao nhiêu cho các bạn tổng hợp theo toàn nhà. Thì đây các bạn sẽ đến với cái bản vẽ mặt bằng sơ đồ điện của tầng 1. Đấy, mặt bằng sơ đồ điện. Thì với cái mặt bằng sơ đồ điện này thì các bạn sẽ biết được cái vị trí chúng ta để các ổ điện ở đâu và cái không gian phòng thờ ổ điện thế nào, phòng ngủ ổ điện làm sao, ổ cắm thế nào thì các bạn nhé.
có đầy đủ hết cho các bạn về mặt không gian, công năng các phòng. Thì ở đây thì các bạn tiếp tục đến với cái bản vẽ về sơ đồ cấp điện như nào để có đầy đủ hết cho gia đình các bạn. Với không gian kiến trúc nhà vườn mái thái đẹp này thì đơn vị chúng tôi đã thiết kế cho gia đình bác Khoát ở thôn Ao Cành, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình các bạn nhé. Thì sau khi đơn vị chúng tôi đến nhà của bác khảo sát hiện trạng đất thì chúng tôi đã đưa ra phương án cho gia đình và gia đình đã duyệt cái phương án này. Đó, với kích thước mặt tiền phía trước của công trình thì các bạn một chiều là 14m, chiều này là 10m các bạn nhé. Đó. Để với cái hồ sơ cái bản vẽ vừa rồi đã chia sẻ cho tất cả các bạn, những ai đã xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân và đã biết đến đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green thì đơn vị chúng tôi sẽ cung cấp quá trình tư vấn thiết kế theo 3 bước. Bước 1 thì đến nhà các bạn khảo sát hiện trạng đất, bước 2 thì bàn giao hồ sơ bản vẽ, và bước số 3 là sẽ cung cấp cái dịch vụ giám sát hạng mục cốt thép các bạn nhé. Thì với gia đình của bác Khoát thì đơn vị chúng tôi đã đến nhà khảo sát hiện trạng đất và lên các phương án thiết kế. Thì sau đây thì mời các bạn chúng ta có xem một vài cái video và các hình ảnh mà đơn vị chúng tôi đã đến nhà bác Khoát để tư vấn thiết kế như thế nào. Thì các bạn xem lại hình ảnh những video thức phim này đơn vị chúng tôi đã phát trên kênh YouTube. Qua cái video này thì kính chúc tất cả các quý khách hàng ở thôn Ao Cành và huyện xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Cảm ơn tất cả các quý khách hàng đã ủng hộ cái kênh YouTube trong suốt thời gian qua, ủng hộ công ty thiết kế nhà đẹp Green. Những gia đình nào có cái khuôn viên đất và mong muốn xây 4 phòng ngủ, 1 phòng khách rộng rãi như này thì hãy liên hệ ngay với công ty thiết kế nhà đẹp Green chúng tôi để các bạn nhận được cái phần tư vấn thiết kế một cách tốt nhất. Và bạn nào muốn lấy cái hồ sơ bản vẽ này thì đơn vị chúng tôi sẽ để lại cho các bạn một cái giá ưu đãi thấp nhất, các bạn chỉ mất một chút kinh phí thôi thì các bạn nhận được trọn vẹn bộ hồ sơ bản vẽ này các bạn nhé. Rồi, rất cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Chúc các bạn luôn luôn thành công hơn nữa. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. We'll be right back.